chi vậy phụ em? Phụ chút chơi thôi, em đâu có chẳng phụ đâu. Vào chia sẻ like giùm em với chị nha. Hôm nay là em sẽ dồn với hôm qua cho mấy chị nha. Hôm qua chị nào có đơn hôm nay mua thêm giùm em ha. Rồi em vô em đi một lần luôn. Hôm nay là em sẽ cố gắng xả những cái mẫu lẻ sai cho mấy chị, giá cực kỳ sốc nên mấy chị cho em một lượt chia sẻ mấy chị nha. Em ưu tiên cho chị nào có lượt chia sẻ mấy chị ha. Tí nữa đừng mấy chị nhớ chia sẻ like em ho, tương tác thả tim thả like mấy chị, nó mới mạnh nha, mình mới lên trước. Nhiều khi mấy chị chốt cái mã đó hụt thì mấy chị nói là em trước này nọ nên mấy chị đi ơi, nên là mấy chị tranh thủ nha, chấm bài lên giùm em thôi, rồi chia sẻ like giùm em nha mấy tình yêu ơi, chia sẻ like giùm em nha. Thả tim thả lại để em thấy mấy chị nè, đây nè mấy chị ơi, xả sale nha, xả sale, chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi, chia sẻ like giùm em nha. Hôm nay còn gì để em xả cho nó hết luôn mấy cục hàng này, nhớ chia sẻ like giùm em nha mấy tình yêu ơi. Không có luôn chia sẻ em không chốt mấy chị nha, chẳng hạn em đợi đó em khỏi bán cũng được mấy chị, nên nhớ là mình phải chia sẻ giùm em nha mấy tình yêu ơi, dễ thương quá trời. Chia sẻ like giùm em nha mấy chị nha. Rồi em cảm ơn chị Thanh Thanh nha, chị Thanh Thanh mua mua thử hai bộ thôi, bởi mà cũng hỏi tại vì mấy chị ơi, ai mà chốt ít hai bộ hãy cũng sợ mấy chị tốt xíu, thật sự là sợ đó mấy chị, nên em cũng hỏi là mấy chị có mua gì thêm không để em mới đi đơ, em sợ mấy chị tốn ba tiền ship lắm. Mà em nghĩ là chắc mấy chị sợ em bán rẻ quá, mấy chị mua thử bên em lần đầu ha, ưng thì quay lại mua tiếp. Hôm nay nhiều hàng sale lắm mấy chị ơi, hôm nay nhiều, đúng rồi chị Ngọc, có nghĩa là hôm nay là đơn hôm qua em chưa có đi mấy chị nha, hôm là em chưa có chốt đơn mấy chị, chừng nào em chốt đơn cho mấy chị là em mới đi, còn không là em chưa đi mấy chị nha. Rồi dồn đơn hôm nay cho em luôn nha, là hôm qua với hôm nay dồn chung luôn, rồi mới đi đơn một lần nha. Rồi cho em một lượt chia sẻ nha mấy chị ơi, cho em một lượt chia sẻ mấy chị nha, có logo chia sẻ ha, nhìn ai có logo chia sẻ nha. Rồi chấm bài lên em nha mấy chị nha, đó ai có logo chia sẻ chốt cho em. Cái này em còn sai từ 7 kg mấy chị ha. Chốt rồi. Dầu ông em phụ tôi chi. Đi trang thầy cái đi. Rồi chia sẻ like lên giùm em mấy chị yêu ơi. Rồi mã này cho em nha, em có xa từ 7 kg giùm em ha. Đây mấy chị ơi, 7 kg giùm em nha, đến cho em là 9 kg vừa, 7 đến 9 kg vừa giùm em nha. Chốt mã cá đầu la em tặng cho mấy chị bộ này cắt bô riết giùm em ha, 19.000. Chốt kèm cá kèm số ký nha, size 7 kg giùm em. Cái này trai gái mặc được mấy chị ha, đó trai gái mặc được nha, 19.000 giùm em luôn. Ai chốt cá lên cá kèm số ký giùm em nha, em có size 7 đến 9 kg vừa nha, cá 19.000. Tiểu nào chốt cá thì lên cá giùm em nha, 19.000 luôn. Ai chốt thì lên giùm em cá 19.000. Cá 19 giùm em ha, ai chốt thì lên giùm em nha, cá kẹp số ký giùm em, cá 19k. Ai chốt cá thì lên cá giùm em luôn mấy tình yêu ơi, được vậy. Cá 19, cá 9 kg. Có cá 9 kg có. Rồi ai chốt cá lên cá, em còn size 7-8 kg nha mấy chị nha, ai chốt thì lên giùm em mấy chị nha, 19.000. Rồi ai chốt lên em 19.000. Cá 1 cá xíu, cá 12 kg. Không có 12 kg, cột bộ 7-8 kg thôi anh. Em cá cột bộ 7-8 kg nha, ai chốt cá lên cá giùm em luôn, 19.000. 19.000 giùm em ha. Chốt bu rip mấy chị nha, chốt bu rip nha, em còn size này 7-8 kg nha, ai chốt lên em là cá nha mấy chị nha, 19.000 dễ thương quá mấy chị. Cắt bu riết giùm em thì yêu là chốt cá lên cá giùm em nha, 19.000 mã cá. Rồi size này giùm em luôn, size này giùm em là 8 kg ha, 8 đến 10 kg vô. Chốt em mã này luôn, cái đà khách tải ra nha, em xả cho mấy chị nha. Rồi chốt kem mã này mã bơ cá luôn. Là phao, đúng không? Còn cái nữa nè. 8 kg hả? Ừ. Cá 7 kg con. Có này 7 kg nè. 8 kg cho ai á? Cá 8 kg cho chị Hành Phan, chị Hành Phan số điện thoại em chị ơi. Này. Mấy chị ơi, khách mới là em số hỏi mấy chị nha, chị nào có đơn nhớ anh bóc giùm em. Rồi size 8 kg đến 10 kg vừa, chốt em bơ 19.000. Cái này khách xả ra, cái này em vẫn còn hàng nhưng mà cái này em chốt sale cho chị nào xả ra nha mấy chị nha. Đây
8 đến 10 kg vừa chốt em bơ nha. Ai chốt bơ lên bơ. Áo Babydoll thôi, dạng bầu kèm cái quần lít luôn. Ai chốt bơ lên bơ giùm em nha mấy chị yêu ơi. Bơ 19 ngàn giùm em luôn. Lên mã bơ. Rồi size này 19 20 kg vừa. 19 20 kg vừa mấy chị yêu ơi, chốt cho em mã này là mã mon giùm em ạ. À, sao mấy chị 19 20 kg vừa. Chốt cho em mã này là mã mon giùm em nha. Mon em tặng mấy chị luôn. Chị Hoàng Khoa lấy cái 8 kg lên số hộ em nha. Mon 45 ngàn giùm em thôi. Hàng 3D cao cấp nha mấy chị nha đây. 19 20. 45 ngàn luôn. 19 cá ha. Cái gì? Mon không, mon 45 ngàn. Bơ là cái nào đâu? Bơ bơ là bơ 19 nè. Mon 45 giùm em nha. Bơ 19 đó chị ơi. Phương Linh. Rồi mèo giùm em size 17 mà. Hết rồi. 17 18 kg vừa giùm em nha. 17 18 kg vừa, cái này có khách sạn em xả thôi. 17 18 kg vừa chốt em mèo giùm em luôn. Mèo là mấy chị mèo cũng mèo 45 ngàn nha. Chốt mèo lên mèo em 45 ngàn mã mèo. Rồi cái này gì nữa đây? Còn gì em xả nốt cái đó cho hết mấy chị ơi. Rồi size 17 18 kg luôn. Chốt cho em mã này là mã số 7. 17 18 kg mấy chị nha. Chốt mã 7 giùm em thôi. Rồi tặng mấy chị luôn 42 ngàn nha. Mã số 7 giùm em 42 ngàn. Ai chốt mã 7 lên mã 7 giùm em thôi 42 ngàn. Bơ hết rồi nha mấy chị ơi. Bơ hết rồi mấy tình yêu ơi, có 1 bộ à. Rồi cái này nè mấy chị ơi, cái này giùm em thôi đây. Nó bị dính vô ở đây nè mấy chị, nó bị dính vô ở đây giùm em ho. Rồi size này 18 20 kg vừa nha. Mấy chị nhớ chia sẻ like giùm em nha. Mã 7 cho chị Phương Linh. Mã 7, mã 7 42 ngàn. Rồi chốt cho em mã này mấy tình yêu ơi, 9 ngàn. 9 ngàn giùm em nha, size 18 20 kg vừa, nó bị dính vô mấy chị. Comment cho em là mã này mã lỗi giùm em thôi, 9k. Rồi ai chốt lỗi lên lỗi giùm em nha, 9k luôn mã lỗi, size 18 20 kg vừa xách váy mấy tình yêu ơi. Rồi ai chốt lên kem mã lỗi luôn. Rồi cái đầm này size này giùm em là xinh quá vậy. Cái đầm này tay bồng giùm em nha, size này giùm em là 28 nha mấy chị nha, 27 28 kg vừa giùm em. 27 28 kg vừa chốt em váy giùm em nha. Rồi sale mấy chị luôn 39 ngàn, chốt em mã váy 39 luôn. Còn gì xả nốt đó. Váy 39 nha, ai chốt váy lên váy giùm em 39 ngàn mã váy. Váy 39 giùm em nha, ai chốt lên giùm em luôn váy 39. Lỗi. Lỗi 9 ngàn. Lỗi rồi chị Phương Linh. Dễ vậy. Cái gì? Lỗi đâu. Lỗi nó tặng cho nó hết. Mấy chị nhớ chia sẻ like giùm em. Cái gì? Váy 39. Mấy chị nhớ chia sẻ like giùm em. Váy 39 là chị Trần Quỳnh. Mấy chị nhớ chia sẻ like, mấy chị ở săn hàng sale đừng có bơm. Mấy tình yêu ơi, bơm là em. Chia sẻ like mấy chị chia ơi. Chia sẻ like giùm em nha mấy tình yêu ơi, chia sẻ like nha. Rồi có mấy bộ này chốt sale luôn nè. Rồi chốt cho em mã này. Váy 39 hết đúng rồi. Váy 39 hết rồi, có 1 cái thôi, mỗi cái có 1 cái à. Rồi size này giùm em nha mấy tình yêu ơi, size này giùm em là size 23 nha mấy chị nha. 22 23. 22 23 kg vừa nha, 22 23 kg vừa chốt em vịt. 22 23 kg vừa thôi, chốt cho em mã này mã vịt nha. Rồi tặng mấy chị luôn 49 ngàn giùm em nha. Đây vịt này set váy cô tông có quần bên trong giùm em nha. Ai chốt vịt lên vịt 22 23 kg vừa tặng luôn 49 ngàn mã vịt. Ai chốt vịt lên vịt giùm em 22 23 kg vừa. Đồ chị vết tơi còn giữ đó chị ơi. Đồ chị còn giữ, em chưa có báo đơn, chưa có đi đâu chị ơi. Rồi size này giùm em là 26 chị nha, 25 26 kg vô. 25 26 chốt kem màu bơ luôn. Mãi lỗi chị Phương Linh chốt trước, chị Quang Nguyễn ơi. Ai chốt bơ lên bơ giùm em nha, mã bơ nè mấy chị. 25 26 kg vô bơ 49 ngàn luôn, xác váy có quần bên trong giùm em nha. Ok mấy người chia sẻ mấy chị. Mấy chị nhớ chia sẻ like giùm em nha, bơ 49 ngàn mã bơ. Rồi 24 25 luôn, chốt em mã này mã gấu. Ờ đẹp quá mấy chị thiệt luôn, 49 ngàn không tin bộ đồ size đại mà 49 ngàn luôn á. Ai chốt gấu lên gấu giùm em nha, mã gấu luôn. 49 ngàn. Các bạn. Gì? Ca đi. Ca gì? Hàng ngày nghe luôn. Không có được, nói thôi nói được. Trời ơi không có được, hồi tấu sữa là giống có được, nói nó ngọ ngọ không có được. Cái mẫu này đẹp quá. Cục này coi. Cục này cục gì nè? Nhiều hồ quá. Rồi size 8 đến 10 kg mấy chị nha, chốt em mã số 3 luôn, 39 ngàn bộ đùi. Size 8 đến 10 kg vừa nha, 39 ngàn, hàng 3D cao cấp giùm em nha. 39 ngàn chốt em mã số 3 nha, ai chốt mã 3 là mã 3, 39 ngàn giùm em mã số 3. 30 kg nha chị ơi, mà mỗi nó không có là xả lấy size. Rồi size này giùm em 8 đến 9 kg vừa, chốt em mã này.
19.000, rồi ai chốt lên dài giùm em kèm số ký nha, 19.000.
về mặt thiệt sự nó đẹp thiệt luôn á, em thấy nó đẹp thiệt luôn á mấy chị. Đẹp thật luôn á, 8 đến 10 hả? Cái này có số 1. Ừ, kệ chốt mà chị Hương lên chốt màu đỏ luôn chị, màu đỏ cũng đẹp nè, còn bộ màu đỏ cho chị nè. Ok chị Hạnh Hiếu nha, để em coi cái rồi chốt chị 18 đến 10 tí. Màu đỏ còn số 5 ok chị Ngọc Trâm Huỳnh nha, màu đỏ số 5 chị bộ nè, ok chị yêu luôn 39. Mặt đẹp thiệt đó mấy chị, em mới học luôn rồi, cái này cho chị, cái này cho chị em còn bộ màu kem nữa nè, em còn bộ màu kem nữa, màu kem size nhiêu người ta, màu kem mà size nhỏ thì phải, màu kem này cũng nhỏ luôn rồi, màu kem này cũng số 1 luôn, 7-8kg không mà chị nào có xài 7-8kg hốt ghét cưng á. Ok chị Nguyễn Thành Hiếu nha, size 8-10kg. Rồi em nghĩ nha, chị muốn chốt gì nữa không ta? Em nghĩ với chị yêu ơi, chị nào khách mới có đơn nhớ nhắn tin giùm em nha mấy chị yêu ơi, nhớ nhắn tin giùm em nha. Rồi em nghĩ cái nào mà gõ đất em xải cho nó hết luôn, cho nó gọn. Là chị Hương Lê ơi, lấy em mẫu nhỏ 7kg là chị lấy màu nào, màu này em cũng còn 7kg hết trơn, là hồi nãy chị lấy 12kg màu hồng rồi đúng không? Còn này sai 7-8kg thì chị Hương Lê em còn nhiều màu lắm, chị không lấy là em để em cho cháu em nữa, nói thiệt luôn á. Đây nè 7-8kg giờ em còn màu kem nè, em còn nhiều màu, còn mấy cái 7-8kg không mà chị ơi, 7-8kg là ok luôn ở đây nè. Màu kem nè, màu kem nè chị, đây em còn màu kem nha, màu kem nè. Rồi màu này là màu cà chua, màu này chốt cho em là màu cà chua chị ơi, tại là 7-8kg nha, em còn đúng 4 bộ luôn á. 4 bộ giùm em nha, đây cà chua giùm em nè, đây cà chua nè. Đó cà chua giùm em nha, ở 7-8kg không à. Rồi màu này chốt cho em màu hồng, màu hồng giống này chị lấy á, 7-8kg luôn nha, đây màu hồng này giống này chị lấy. Rồi màu này cho em là đỏ ha, đỏ nè. Đó chị lấy màu nào báo em nha, 39. Màu đỏ cho em nè. Rồi lấy gì thì báo giùm em nha mấy tình yêu ơi. Rồi xong rồi. Nhà lấy màu kem với chị Hương Lơi thôi, rồi ok chị màu kem 39. Màu kem cho chị ha, màu kem cho chị nha, rồi 39. Rồi ok. Có gì mai mấy chị không lấy gì mấy chị báo giùm em nha. Rồi em ngoan, em ngủ nha mấy tình yêu nha, nghỉ nha mấy chị. Để ngày mai em dọn chỗ này ra, coi có hàng nhỏ 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 em ra em xem cho mấy chị tiếp hơn, hàng tùm lum nó lãng hết trơn rồi. Màu vàng có 2 bộ tặng thôi. Màu vàng em còn size nha. Màu vàng cái này hôm qua em mới bán luôn mấy chị ơi, cái này hôm qua em mới bán là hết thì là 39 luôn á. Em mới bán hôm qua là 39.000 luôn mấy chị, đây nè. Em còn size này từ 10 đến 20kg thôi, màu cam nè. Ai chốt bi cam em đi cam giùm em nha, 35k mấy chị ở 35 nha đây. Em còn size từ 10 đến 20kg nha, màu cam. Ai chốt cam lên cam em nha, 35.000.
35.000 giùm em nha, màu cam. Cái set yếm giùm em ha, đây màu cam nha, chị là chốt cam thì lên cam giùm em 35. Màu cam 35. Size 10 đến 20 giùm em nha, ai chốt cam lên cam. Rồi vàng là em còn size 15 nha, bạn em còn size 15, 16 với lại size 18, 20. Rồi màu vàng chốt em vàng luôn, 15, 16, 18, 20 nha, màu vàng rồi đó chị. Ai chốt vàng là vàng em nha, 35. 35 cây giùm em nha, 35, 35. Rồi cây những chị ở sau, ai chốt vậy thì chốt ha. Rồi ok chị yêu nha, rồi ok em gửi luôn, chị luôn mai em gửi luôn. Rồi em nghĩ nha mấy tình yêu ơi, khách nào có đơn nhớ inbox giùm em nha. Rồi mấy ta mấy chị nha, hẹn mấy chị ngày mai nha mấy tình yêu ơi, mai nha. Rồi cảm ơn mấy chị đã ủng hộ em, ngày mai đầu là em cũng sẽ cố gắng săn sale nha. Em sẽ dọn chỗ này còn cái gì mai nữa là em sẽ cố gắng săn sale cho mấy chị cho. Rồi mấy bye mấy chị, cảm ơn mấy chị đã ủng hộ em nha.